Thưa quý vị, cách đây 2 năm thì bộ phim Hương Ga do Trương Ngọc Ánh sản xuất kiêm đóng vai chính đã gây được tiếng vang với công chúng, đồng thời đạt doanh thu vượt kỳ vọng. Trong bộ phim này, bên cạnh bà trùm Hương Ga xinh đẹp thì khán giả cũng vô cùng mãn nhãn bởi dàn diễn viên nam xuất hiện trong phim với hình thể đẹp và rất nam tính. Vâng, sau Hương Ga thì Trương Ngọc Ánh lại tiếp tục vào vai thiếu tá Nguyễn An An trong bộ phim Truy Sát vừa ra mắt. Và trong phim này thì cô cũng xuất hiện bên cạnh một dàn mỹ nam sáu múi. Có thể nói là những bộ phim do Trương Ngọc Ánh sản xuất và tham gia diễn xuất đều không thể vắng bóng những chàng trai vừa trẻ lại vừa đẹp. Vậy quan niệm về đàn ông của cô ra sao và bí quyết gì để cô luôn xinh đẹp và quyến rũ người khác phái, kể cả những người đàn ông ít tuổi hơn mình? Trong cuộc trò chuyện ngay sau khi bộ phim Truy Sát ra mắt tại Hà Nội thì với phóng viên Chào Buổi Tối thì nữ diễn viên đã tiết lộ về điều đang được công chúng quan tâm này. Xin chào diễn viên Trương Ngọc Ánh, rất cảm ơn chị đã dành một chút thời gian để đến chia sẻ với cả khán giả của VTC. Xin chào khán giả của đài truyền hình VTC. Nói đến Trương Ngọc Ánh thì các vai diễn của chị luôn đồng hành với các vai nam chính rất là điển trai và trẻ. Ví dụ như ngày xưa thì có anh Quyền Linh, anh Chi Bảo, đến với cả bộ phim Bà Trùm Hương Ga thì có Kim Lý, Hiếu Nguyễn, và đến với cả bộ phim Truy Sát bây giờ thì có Vĩnh Thụy này, có Thiên Nguyễn. Vậy phải chăng những cái diễn viên đóng vai cặp với chị thì đều phải là trẻ và đẹp? Diễn viên quan trọng là mình phải có vóc dáng, mình phải tập luyện, nhất là con trai bắt buộc là phải sáu múi. Không thể đóng những cái vai chính, những cái vai gọi là hình tượng. Còn tuy nhiên là có nhiều cái thể loại vai khác nhau, người mập, người ốm thế này cái kia thì có rất là nhiều những cái diễn viên đã có thị trường rồi. Nhưng là đã là diễn viên mà đóng vai chính, mà đóng những cái vai nam chính, những vai hình tượng là phải tập luyện. Nó vẫn rất khó khăn cho vấn đề đó. Một vẻ đẹp rất là men gì của anh Thiên Nguyễn và cũng một vẻ rất là rắn chắc của Kim Lý. Thì chị thích cái vẻ đẹp nào không? Sao mà cứ hỏi những câu khó thế? Kim Lý thì rất là nam tính, rất là ga lăng. Và Thiên Nguyễn thì cũng kém. Thành ra là Thúy Vân, Thúy Kiều. Thì Ngọc Ánh nghĩ rằng là cái thích của Ngọc Ánh đối với đàn ông nó không ở chỗ bề ngoài. Nó không chỉ ở chỗ bề ngoài. Tất nhiên đàn ông thì họ phải thật là manly, họ phải rất là chuẩn man rồi. Ga lăng, cá tính và cái cách sống như thế nào, nó là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì cái đẹp nó chỉ ở lúc đầu thôi. Với mỗi một dự án phim thì luôn có một bạn diễn nam mới đồng hành với chị. Ví dụ như là Hương Ga thì có Kim Lý và bây giờ là Truy Sát thì có Thiên Nguyễn. Thực ra thì đối với Ngọc Ánh, cứ mỗi một bộ phim mới Ngọc Ánh đều muốn giới thiệu đến điện ảnh Việt những gương mặt mới. Ví dụ như ở Hương Ga có sự phát hiện ra Kim Lý, cũng là một cái người mà có dòng máu Việt. Và sau khi Hương Ga anh đã chuyển hẳn về đây để sống và để là trở thành một diễn viên của Việt Nam. Thì đến với Truy Sát, anh cũng tìm ra gương mặt mới là anh Thuyên Nguyễn. Và sau khi đóng trong phim Thuyên Nguyễn thì phim Thuyên Nguyễn cũng quyết định trở về Việt Nam và ở luôn. Là chị đã có duyên níu kéo các chân của anh trai đẹp. Với chị Trương Ngọc Ánh thì được ví là một người phụ nữ không tuổi. Vậy chị có bí quyết gì để giữ cho mình lúc nào cũng được tươi trẻ như thế này? Tức là phái nam lại còn ít tuổi hơn mình thì phải làm thế nào? Ra mọi thứ nó là cái duyên. Tuy nhiên là lúc nào mình cũng phải có một cái sự chăm sóc. Mình phải tập thể dục, mình phải ăn uống giữ dáng này kia. Nhưng mà tình cảm nó không phải ở tuổi tác. Anh nghĩ rằng là hai cái tâm hồn nó phải có cái gì để nó kích được với nhau thì nó mới có thể tiến đến những cái tình cảm mà nó hơi nghiêm túc hơn. Vâng, xin được chúc cho bộ phim Truy Sát và những dự án sắp tới của chị sẽ được khán giả đón nhận. Một lần nữa xin được cảm ơn ạ.